Vâng, xin chào các bác đang xem kênh Đất Vườn Lâm Đồng của em nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục đi quay một mảnh đất này ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thì tổng diện tích của mảnh đất này nó là 3 sào rưỡi các nhá, 3 sào rưỡi. Thì trên đất là có nhà, có giếng khoan rồi, gần trung tâm luôn. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết mảnh đất này cho các bác cùng xem. Thì các bác cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like để ủng hộ em nhé. Đây, em đang đứng trên mảnh đất của mình đây. Đấy, và kia là cái nhà của mình, nhà tôn đấy các bác, tôn màu xanh. Thì trên đất này là người ta đã cắm bép hết rồi, cắm bép chung quanh vườn này. Thì trước là cái mảnh đất này người ta làm màu các nhá, làm màu, người ta phân do vào đây là đất khá là tốt rồi các bác. Thì mảnh đất của mình đây là cái mương hàng về đấy các bác nhá. Thì phía bên này bưởi này là của người ta, quả bưởi và cà phê này là của bên người ta, còn phía bên đất này là của mình. Đấy, thì đất của mình là khá là vuông các bác nhá, bằng như sân bay luôn. Thì phía đuôi vườn này, phía bên ruộng này là của người khác này. Ở đây mình có con suối này. Con suối này thì tôi đến chủ đi bắt cua khá là nhiều các nhá, bắt cua khá là nhiều. Đấy, con suối. Suối này khá là nhiều nước các nhá. Suối này khá là nhiều nước. Đấy, thì từ đây ra tới đường bê tông này là nó tầm khoảng hơn 100 mét các nhá. Từ nhà này chạy ra là khoảng hơn 100 mét. Đấy, tới qua cái nhà đỏ đỏ kia, cái gia trang nhà thờ tổ của người ta đấy, là qua cái đấy là tới đường nhựa rồi. Thì từ đây ra tới đường nhựa nó tầm khoảng 800-900 mét các nhá, 800-900 mét là ra tới đường nhựa. Chỗ đấy nó cũng là khu đông dân cư, chỗ họp chợ luôn, là mua đồ ăn các thứ là ngoài đấy hết các nhá, là chừng khoảng 800-900 mét thôi. Còn mà ra tới trung tâm, ra tới đường tỉnh DT725 các bác là chừng khoảng 2 cây các nhá. 2 cây là ra tới đường tỉnh DT725 và trung tâm xã ngoài đấy luôn rồi. Đấy, xã Tân Thanh các bác nhá. Đấy, thì đất ở đây khá là vuông. Ở phía cuối vườn này người ta có trồng được một ít cây chanh này các bác. Chanh này. Đây là con suối này. Suối này thì nội nước cũng thích phết, em cũng thích nội suối lắm. Đây, chanh đây nhá. Đây, người ta có trồng được mấy cây chanh. Đấy, thì bép là được cắm chung quanh vườn rồi. Thì 3 sào rưỡi này người ta bán với cái giá là 530 có nhá, 530 có thương lượng đấy các bác. Thì trên đất là mình có một cái giếng khoan rồi. Đấy. Đất này thì mình chưa có sổ có nhá, chưa có sổ. Nhưng mà làm được sổ, em mới bán cho một chị ở Sài Gòn là mảnh bưởi và cà phê đây này. Chị đứng ra chị làm sổ luôn là 40 triệu có nhá, 40 triệu. Và giờ chị đang có sổ cầm trên tay rồi, là khoảng hơn 2 tháng trước. Đấy. Thì mảnh này thì làm sổ cũng tầm giá đó các nhá, tầm giá đó là chỉ tầm khoảng 40 triệu thôi. Là cái chị Sài Gòn đấy đã làm sổ cái miếng đấy là miếng 3 sào các nhá. Mà đất đấy là chưa có nước đâu. Thì đất mình là đã có nhà, có nước này, đầy đủ luôn. Đấy, thì các bác mua về trồng cây ăn trái hay là canh tác gì đấy thì mảnh này thì nó nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn này các bác nhá. Thì khá là tuyệt vời luôn. Đấy. Thì đây. Tới cái hàng chuối này là của người khác các bác nhá. Hàng chuối này là của người khác này. Đấy, thì đây. Cái con mương này là chia rõ ranh giới nhá. Bên này là của người ta này. Còn bên này là của mình này. Đấy, được trồng được vài chục cây chanh này. Đấy, cuối vườn và bên hông này. Hai hàng
hai hàng chanh. Còn dưới cuối vườn này là một hàng chanh chạy dài hết phía đất của mình. Còn đất của mình là tới cái hàng mắc ca kia là của người khác các bác nhá. Mắc ca là của người khác. Đấy. 530 có thương lượng các bác nhá. Gần khu đông dân cư luôn, ngay họp phía họp chợ ngay trên này nha các bác nhá. 800-900 mét thôi. Thì phía đuôi mình có một cái con suối này. Đấy, cây chanh này. Rất là nhiều trái các bác nhá. Rất là nhiều trái. Đấy. Đất của mình khá là vuông các bác nhá. Rất là vuông luôn. Đây. Từ đây chạy thẳng qua kia. Chạy thẳng lên nhà. Và chạy qua đây là nó như một hình vuông luôn rồi. Một hình vuông. Và đất rất là bằng. Thì bây giờ em sẽ về nhà và quay trong nhà cho các bác xem này. Đây. Phía trên nhà mình đây. Đây bác đang làm cỏ này. Đấy. Đây là cái giếng khoan của mình này. Đây mình có một cái giếng khoan này. Đấy, nhà cửa bồn nước đầy đủ luôn. Ở đây thì có trồng ít rau này các bác. Đấy. Đất này vuông vắn nhỏ nhỏ xinh xinh này cũng khá là đẹp các bác nhé. Đấy. Đây là phía nhà công trình phụ này. Phần bếp này. Đây có cái bếp củi. Phía trong nhà này là có một gia đình 5 người đang ở có nhá. À, gồm 3 người con và hai anh chị là đang ở trong này. À, trong nhà đây các bác nhá. À, mình có một cái gác nửng này. Gác nửng. Đấy. Đây có một phòng này. Một phòng. Đây là nhà bếp các nhá. Khu vực bếp. Còn phía bên kia là công trình phụ các nhá. Bên kia là công trình phụ. Ở đây điện nước đầy đủ luôn các nhá. Điện nước đầy đủ luôn. Một gác nựng. Ở đây là phòng này có thể kê thêm một cái giường nữa các nhá. Một cái giường nữa. Để đây. Từ đây chạy ra tới đường bê tông khoảng hơn 100 mét các nhá. Đấy con đường à. Đi vào là ba nhà hàng xóm này đang ở này. Đây một nhà này. Đây một nhà này. Và mình nữa là ba các nhá. Là ba. Đây là phía sau sau nhà các nhá. Đây là phía sau nhà. Ở đây người ta có. Còn đây là đang có sầu riêng đã được ghép hết rồi các bác nhá. Sầu riêng chưa xuống. Chưa xuống hố. Hết cái dàn bếp này là của mình này. Đấy. Còn cái con đường này, con đường đi chung xuống rẫy nhà họ nhá. Đây, rẫy là của nhà bên này có nhá. Rẫy là của nhà bên này. Là con đường này, con đường đi chung. Là rẫy của họ là ở qua là ở cái bụi chuối đấy các bác. Cái hàng chuối đấy. Rẫy của họ là hàng chuối đấy. Còn của mình là từ đây thôi. Từ cái bụi cỏ cháy này. Nước xịt thuốc này. Từ cái bụi cỏ cháy này. Chạy thẳng xuống dưới á. Bụi chuối, hàng chuối đấy. Đấy, chạy thẳng qua xuống bên hông vườn của mình kia. Đấy, rồi chạy qua kia. Đấy, thì các bác thích nô này thì liên hệ em qua số điện thoại 0379590939 nhá. Diện tích là 3 sào rưỡi. Giá là 530 triệu có thương lượng. Các bác nào muốn làm sổ thì em sẽ gọi địa chính vào làm sổ cho các bác luôn. Như chị ở bên kia này em cũng gọi địa chính vào làm sổ cho chị là đã có sổ rồi chị rồi các bác nhá. Đấy, đất rất là vuông bằng đẹp nhá. Có nhà này, nhà ở tạm. Đấy thì đường tỉnh của mình ngay trên nhà này các bác nhá. Ngay trên phía trên này này.
Đấy, trước mặt cái những cái căn nhà này này. Đấy. Những cái cây cột điện đấy. Đấy là đường tỉnh DT725 các nhá. Trên đấy là đường tỉnh DT725. Đấy, rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi.